Đoan Trang xin kính chào quý khán thính giả thân mến. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Hai 13 tháng 10 năm 2008, nhằm ngày rằm tháng 9 âm lịch năm Mậu Tý. Như thường lệ, chương trình của SBTN Bắc California sẽ mang đến quý vị tiết mục Đọc Báo Vẹm do Hoàng Tuấn, Tào Nguyên Khôi thực hiện. Bây giờ xin mời quý vị bắt đầu với buổi phát hình hôm nay của chúng tôi, SBTN Bắc California. Đọc Báo Vẹm để thấy những cái loa tuyên truyền của Đảng Việt Cộng lố bịch và cạch cỡm ra sao. Đọc Báo Vẹm để thấy một xã hội thối rữa nhầy nhụa thế nào dưới ách cai trị độc tài của lũ độc ác phi nhân Đảng Cộng sản Việt Nam. Nguyễn Khôi xin kính chào quý vị, cùng với Hoàng Tuấn chúng tôi xin trở lại cùng quý vị qua chương trình Đọc Báo Vẹm tuần này. Hoàng Tuấn xin chào anh Nguyên Khôi và xin chào tới ngồi tất cả quý vị. Dạ vâng, và trước hết thì xin mời anh Hoàng Tuấn gọi là mở màn cho tuần này đi anh Hoàng Tuấn. Trước khi chúng tôi gửi đến quý vị những bài báo vẹm thì trong tuần vừa qua Hoàng Tuấn có đi đám cưới và gặp một số quý vị đồng hương ở vùng Bắc Cali cũng có, mà ở các thành phố, các tiểu bang xa đến cũng có. Thì quý vị cũng nói vui là lên đọc báo vẹm nha. Thưa quý vị, trong đám cưới thì không đọc báo vẹm được. Hôm nay là chúng tôi mới chính thức đọc báo vẹm để mời quý vị theo dõi. Hoàng Tuấn có được một bài báo từ báo Việt Nam Net, chống tham nhũng, điểm những vụ án nổi cộm. Thưa quý vị, cái câu mở đầu rất là kêu. Điểm lại những vụ án trong suốt một năm qua để thấy chống tham nhũng đã là một mục tiêu để làm sạch những con sâu mọt. Nhiều phương thuốc đã được kê toa để giúp làm sạch một cơ thể dù đau đớn, nhưng sẽ khỏe mạnh, vươn vai hội nhập, và thời gian cũng là một phương thuốc hai mặt. Thưa quý vị, cái vụ mà nổi cộm nhất là cái vụ PMU-18. Tháng 12-2005, vụ án PMU-18 bùng lên gây phẫn uất trong dư luận. Không ai có thể tưởng tượng ông tổng giám đốc xuất thân từ một gia đình dòng dõi, bố là tướng quân đội về hưu, như Bùi Tiến Dũng lại có thể vác một lúc vài triệu đô la đi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Tuy nhiên, như một vết dầu loang, Dũng Tổng chưa phải là kẻ hoang phí đầu tiên và cuối cùng. Hàng loạt anh em của Dũng tại PMU-18 hay tại các đơn vị màu mỡ khác, Vũ Mạnh Tiên, Lương Mạnh Hoa, Nguyễn Việt Bắc lần lượt lộ sáng. Dư luận đặt câu hỏi tiền ở đâu ra để các ông đốt khỏe như vậy. Thưa quý vị, và bài báo có những, nó có hình nhưng mà nó hơi nhỏ, và cái điểm chính là người ta nhấn mạnh là vụ PMU-18 gây phẫn uất trong dư luận trong suốt thời gian qua. Và là cái vụ coi như nổi cộm nhất. Trong này có rất nhiều vụ, nhưng mà cái vụ PMU-18 là vụ nổi cộm nhất. Và trong này, người ta cũng kể tội của các ông nhiều lắm. Là gần đây nhất từ trại tạm giam, Dũng Tổng khai là giá cứu mạng của Dũng là 200.000 đô la. Nhưng Dũng không có tiền nên đành chấp nhận bị bắt. Hiện lời khai trên đang được cơ quan điều tra làm rõ. Tuy nhiên, hơn 3 tỷ đồng đối với ngài, 5% biệt danh của Bùi Tiến Dũng, có phải là số tiền quá lớn hay là Bùi Tiến Dũng nghèo thật sự? Và trong này người ta cũng có nhắc tới ông Nguyễn Tấn Dũng. Tân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ thời gian ngắn sau khi nhậm chức, lập tức điều chuyển ngay Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Lâm về vai trò chuyên viên. Thủ trưởng Cơ quan Điều tra Thiếu tướng Cao Ngọc Oánh, vì có liên quan đến một bị can trong vụ án, cũng đành chấp thuận sự phân công công tác mới của tổ chức. Báo giới công luận nhìn nhận những phán quyết mạnh mẽ của Thủ tướng trong thời gian ngắn là khẳng định quyết tâm của chính phủ trong việc chống tham nhũng. Để đọc tới đây thì quý vị thấy là chính phủ lúc nào cũng sẵn sàng là làm tất cả mọi chuyện có thể làm được. Dạ vâng, để chống tham nhũng. Nhưng vụ án PMU-18 là một khối lượng đồ sộ, hàng chục dự án do siêu bang này quản lý với hàng ngàn công trình. Một C-14 không thể kham nổi. Thiếu tướng Phạm Xuân Quắc trong một cuộc họp báo đã phải lên tiếng. C-14 chỉ điều tra riêng về dự án đường 18, những dự án còn lại sẽ chuyển hồ sơ về tổng cục phân công đơn vị khác làm, cho thấy việc chứng minh tội phạm tham nhũng không bao giờ dễ dàng, nhanh chóng như công luận chờ đợi. Nếu chỉ có đọc bài báo này thôi thì quý vị thấy là chính phủ của ông Dũng là quyết tâm chống tham nhũng cho tới cùng. Và cái người mà là thực hiện cái công tác đó một cách rất là hơi là rốt ráo đó anh, chính là Thiếu tướng Công an Phạm Xuân Quắc. Phạm Xuân Quắc. Dạ vâng. Và có những nhà báo đóng góp trong đó nữa. Dạ vâng. Nhưng mà thưa quý vị, nếu mà quý vị đọc một bản tin kế tiếp của báo Hà Nội Mới Điện Tử cũng liên quan tới cái vụ PMU-18 này thì quý vị sẽ thấy té ngửa. Là tại vì
nhan đề bài báo xét xử công khai hai nhà báo, hai cựu công an liên quan vụ PMU 18. Ngày 8 tháng 10, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, ngày 14, 15 tháng 10 sắp tới, cơ quan này sẽ xét xử công khai hai cựu quan chức công an và hai nhà báo tuổi trẻ, thanh niên liên quan đến vụ PMU 18. Trước đó, Thiếu tướng Công an Phạm Xuân Quắc, nguyên Cục trưởng C-14 Bộ Công an, Thượng tá Đinh Văn Huynh, điều tra viên cao cấp trưởng phòng 9 C-14 Bộ Công an cùng hai nhà báo Nguyễn Văn Hải, Phó trưởng văn phòng đại diện báo tuổi trẻ tại Hà Nội và Nguyễn Việt Chiến, báo thanh niên vừa nhận quyết định thay đổi tội danh trong vụ án khởi tố hình sự từ năm 2007. Ông Quắc và ông Huynh bị khởi tố từ tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ sang cố ý làm lộ bí mật công tác. Hai nhà báo đã viết những thông tin nhạy cảm, không có thực lợi dụng những thông tin đó để bình luận các nội dung không có trong hồ sơ vụ án, bị khởi tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi, lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân, thay vì tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ trước đó. Có nghĩa là, thưa quý vị, mới trước đây thôi thì ông Phạm Xuân Quắc đã được mọi người ca tụng là một người rất là thanh liêm và can đảm trong cái việc điều tra cái vụ PMU 18 này. Không có kể gì đến tình đồng chí, cũng không kể gì đến những bè phái, những chiếc ô dù. Nhưng mà bây giờ thì ông ta lại bị đưa ra tòa, cũng chính vì vụ án này, cũng chính vì cái công tác điều tra này. Và báo chí thì làm công việc loan tin về những chi tiết liên quan tới cái vụ án đó. Và chính nhờ báo chí một phần nào mà làm giảm được cái tệ nạn tham nhũng, ai cũng biết chuyện đó cả, không có tự do thông tin, không có tự do báo chí thì làm sao có thể khui ra những cái vụ án tham nhũng được ở tất cả mọi nơi trên toàn thế giới, ai cũng biết chuyện đó. Thế mà bây giờ báo chí trong nước chỉ vì đăng những cái tin tức có tính cách nhạy cảm. Nhạy cảm. Tức là không ai muốn cho biết cả, nhà nước muốn giấu đi mà anh muốn đưa ra, thì cho quý vị bị đưa ra xét xử công khai. Như thế này thì mai mốt còn ông công an nào dám điều tra nữa? Còn ông nhà báo nào dám nói thật nữa, phải không ạ? Mà rất là may mắn cho mấy cái người này. Là sao anh? Là tại vì họ được xét xử công khai. À, nãy giờ chúng tôi mới để ý tới hai cái chữ này. Tức là trước đến giờ nhà nước xét xử không có công khai, chị này mới công khai. Rất là may mắn. Còn có những cái phiên xử mà trước đây nó không công khai đó. Okay. Mà cha Lý ngày xưa thì ngài gọi là xử trùng lén ấy. Xử qua loa. Thưa quý vị, cái bài báo mà chúng tôi hoàn toàn gửi đến quý vị là trên Vietnamnet. Bài báo mà anh Nguyên Khôi đọc cho quý vị nghe là trên báo Hà Nội Mới. Thế là cũng chung một lò một thầy ra cả. Nhưng mà cái này đúng là trống đánh xuôi mà càng thổi ngược. Bên này thì nói là cái vụ P18 đã làm cho biết bao nhiêu người phản ứng. Trong khi đó ông Phạm Xuân Quắc và các phóng viên điều tra vụ này thì lại bị xử. Nhưng cái chuyện này thì chúng tôi mới nhớ cái chuyện là có một ông tướng công an. Mà thưa quý vị, ở Việt Nam chỉ công an thôi nha, công an đường phố thôi là đã là hét ra lửa mửa ra khói rồi. Mà cái này là tới tướng công an nữa. Thì chẳng may là ông ấy qua đời sau khi đảng và nhà nước đã tận tình cứu chữa. Ông cũng không sống nổi. Ông ấy xuống, ông ấy là không có có phải đi qua trung gian. Ông ấy xuống thẳng xuống hỏa ngục. Sao vậy? Xuống thẳng hỏa ngục. Nhưng mà người ta không cho ông vô. Thì dưới đó quỷ sứ rồi những người mà canh hỏa ngục nó là đầy quá rồi. Những cái thứ như như nhà ngươi bây giờ nó tràn ngập rồi. Nên bây giờ ngươi phải đăng ký tạm trú. Tạm trú thì khi nào mà giải quyết xong rồi mới cho ngươi nhập hộ khẩu. Thì trong thời gian tạm trú em mới xin là thì bây giờ ở đây buồn quá, cho tôi đi vòng vòng tôi tham quan. Thì dưới đó quỷ sứ cũng đồng ý cho lính là dẫn đi tham quan. Thì vòng vòng thì anh coi cảnh này cảnh kia, anh tới anh thấy một cái giống như một cái kho vậy. Sách rất nhiều. Trong kho đó là sách rất là nhiều, anh nói cái này là thư viện à? Không, cái này không phải thư viện. Cái này là sách kể tội những người ở Trần Giang. Ở Trần Giang. Người nào mà tội ít thì quyển nhỏ, người nào mà tội càng nhiều thì quyển sách nó càng lớn. Tất cả mọi ai cũng đều có trong này cả. Giờ nên ổng cứ tò mò, ổng cứ nhìn hoài của ổng mới hỏi. Dạ thưa thế tôi có quyển nào không ạ? Có chứ. Thế quyển nào chỉ giùm tôi không thấy trong này. Quyển của nhà ngươi hả? Tôi lợp mấy kho rồi. Thế là không có bỏ trong này được. Quyển của nhà ngươi ta đem ra lợp cái máy kho. Tội nhiều quá. Tội nhiều quá rồi, quý vị, đó là tôi của tướng công an. Rồi bây giờ thì chúng tôi có một số những bài báo liên quan tới một cái vấn đề kêu là đang rất là bức sốt ở trong nước. Đó là vấn đề mà bất động sản, đất đai, tài sản của nhân dân hay là tài sản của nhà nước, đất đai đó anh.
anh bây giờ anh chơi chữ nóng sốt và bức xúc thì anh dùng chữ bức sốt. Bài báo của báo Lao Động và như sau: dự án luật đăng ký bất động sản sẽ không đưa ra kỳ họp Quốc hội sắp tới. Dự án luật này chưa có trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2008, vì vậy không trình Quốc hội tại kỳ họp sắp tới. Chiều 8 tháng 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe và cho ý kiến về hai dự án, luật đăng ký bất động sản và luật đăng ký giao dịch bảo đảm. Riêng đối với dự án luật đăng ký bất động sản thì đa số đại biểu nhất trí cho rằng dự án luật này chưa có trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2008, vì vậy không trình Quốc hội tại kỳ họp sắp tới. Và thưa quý vị, những cái vụ tranh chấp đất đai, những cái việc là những người dân khiếu kiện rồi đòi lại đất đai nhà cửa của mình trong suốt nhiều năm qua và đến bây giờ mới nhất đây là những cái vụ mà giáo dân Thái Hà và Tổng chấp phận Hà Nội đòi lại những tài sản, những đất đai thuộc quyền sở hữu của họ. Thì thưa quý vị, cho đến ngày hôm nay, cho đến giờ này, khi mà nhà nước Cộng sản Việt Nam đã có từ năm 1945, Quốc hội đã có từ năm 1945, tức là 63 năm rồi. Hơn 63 năm rồi mà vẫn chưa có cái luật cho nó, cái luật bất động sản sẽ không đưa ra kỳ họp Quốc hội sắp tới, thì chứng tỏ là từ trước đến giờ cái luật này nó rất là kêu là uyển chuyển, không ạ? Cái này luật này không phải là luật bất động sản mà luật bất động. 63 năm rồi không có cái luật lệ rõ ràng thì làm sao mà có thể thi hành cái luật pháp đó được? Người dân biết đâu mà thi hành, mà ngay cả công an hay là những cơ quan hữu trách làm sao họ biết thi hành được? Luật còn chưa có rõ ràng. Chẳng thế mà, thưa quý vị và thưa anh Hoàng Tuấn, là trong cái bản lên tiếng của Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa rồi đó, có một câu là cái luật lệ về vấn đề nhà cửa đất đai cho đến bây giờ vẫn bất cập. Bất cập. Tức là không rõ ràng. Không rõ ràng thì làm sao mà người ta biết thế nào mà thi hành được, thưa quý vị? Nếu mà rõ ràng thì không phải là nhà nước, không phải là nhà nước Cộng sản. Nó phải mờ mờ ảo ảo. Thế mới đúng là nhà nước. Một người mà sinh năm 1945 khi mà có nhà nước ra đời đấy anh. Mà nếu mà bây giờ tính đến hôm nay thì cũng là 63 tuổi rồi, không? Rồi. Nếu mà bây giờ người Việt Nam ta thường thường qua tuổi 60 đã gọi bằng cụ rồi đó, phải không ạ? Cụ rồi, cho nội cho ngoại. Cho nội cho ngoại, và nếu mà có qua đời thì cũng được gọi là hưởng thọ, đúng không ạ? Mà cho đến bây giờ nhà nước chúng ta cũng vẫn chưa có rõ ràng về cái luật về vấn đề bất động sản, thì không biết là bao giờ mới có cái luật chăng nữa. Vừa làm vừa sửa mà. Chúng tôi có một cái tin trên báo VN Express: tàu Thống Nhất đứt rời toa khi chạy giữa Hà Nội. Như thế này thì không còn Thống Nhất nữa. Thống Nhất là đứt rời toa. Đoàn tàu SE7 khi đến ngã tư Giải Phóng, Đại Cồ Việt, Hà Nội đột ngột đứt móc nối giữa toa số 5 và số 6. Giao thông ùn tắc tại nút giao thông trọng điểm của thủ đô. Tàu chở theo 400 hành khách đang trên đường từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh. Sự cố xảy ra khi tàu mới rời ga xuất phát chừng 15 phút thôi. 15 phút là đã đứt rồi. Trao đổi với VN Express, ông Trần Bác, trưởng Ban An toàn Giao thông Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, móc nối giữa toa số 5 và số 6 bị mòn. Tàu lại đi qua đoạn đường đang thi công, không bằng phẳng cho nên đã bị tuột. Mà trong thành phố đó nha, nó mà nó đi qua đồi núi đèo này kia mà nó tuột kiểu này thì thôi là kể như là tiêu tùng luôn. Tàu này gồm có 13 toa xe, trong đó có 9 toa khách. Đây là tàu nhanh. Nhưng khi chạy trong thành phố Hà Nội, mật độ dân số đông, nên chỉ giữ tốc độ có 45 cây số một giờ. Ông Bác cho biết sự cố tuột móc nối giữa các toa xe vẫn thi thoảng xảy ra đối với cả tàu khách và tàu hàng. Tuy nhiên hệ thống phanh hãm toa xe tự động đã giữ tàu dừng lại và không gây hậu quả nghiêm trọng. Như quý vị nói về chuyện giao thông, thì trước khi mà chấm dứt phần 1 để qua phần 2, thì chúng tôi cũng có một cái chuyện là có thằng bé nó đi với bố nó ra ngoài công viên. Đi thì nó gặp có một người đàn ông. Nó lại chào lịch sự lắm mà bố nó không biết ông đó là ai. Nó nói, ủa chứ con quen với chú đó. Nó nói, con biết chứ. Chú đó là ai? Chú đó là công an giao thông á bố. Sao là con lại quen? Thì mỗi lần bố vắng nhà thì chú đến nhà chú hỏi mẹ chứ, thế hôm nay đường có thông thoáng không? Thưa quý vị, chúng tôi xin tạm ngưng phần 1 và sẽ mời quý vị theo dõi phần 2 của chương trình với những bài báo khác. Anderson Honda, dealer lớn nhất chuyên về xe Honda và cũng đông nhân viên Việt Nam nhất tại Bắc Cali. Honda, hiệu xe yêu chuộng của mọi gia đình Việt Nam. Anderson Honda,
dealer được tín nhiệm nhất của đồng hương Việt Nam. Khi đến với Anderson Honda, nhớ tìm gặp sales manager Thomas Tùng Vũ, nhất là các fleet manager Châu Lộc Trần, Chí Phạm, Hiệp Vũ để được phục vụ tận tâm. Dược mỹ phẩm EV Princess làm bằng dược thảo, rất an toàn cho quý vị dùng trong mùa hè, trời nắng, dưới ánh đèn, cũng như quý vị nào vào nhà bếp, rất tốt cho quý vị đang làm nghề nail. Cell Treatment Cream để chữa trị những nếp nhăn, bảo vệ làn da, quý vị sẽ thấy kết quả ngay trong vòng một tuần lễ. EV Princess Expect Peeling, trị nám, tàn nhang, vết thâm đen do mụn để lại, sẽ làm cho quý vị trẻ trung yêu đời, sẽ mang lại cho quý vị niềm tự hào, hạnh phúc. Professional Karaoke luôn chờ đón quý vị với một rừng CD DVD nhạc Việt. Professional Karaoke, thế giới của âm thanh chuyển động với những dàn máy tân tiến nhất của kỹ thuật siêu đẳng digital hôm nay. Muốn nghe nhạc hay với âm thanh tuyệt hảo nhất, muốn xem phim với âm thanh sống động nhất, muốn hát karaoke với chất giọng tuyệt vời nhất, tất cả xin mời đến Professional Karaoke. Ở San Jose mời quý vị đến showroom của Professional Karaoke để chính mình mắt thấy tai nghe. Professional Karaoke cũng nhận bán sỉ và lẻ, cần đại diện khắp nơi và có dịch vụ gửi hàng tới tận nhà quý vị. Mọi chi tiết xin gọi Professional Karaoke 408-224-3100, 408-224-3100. Và thưa quý vị, chúng tôi xin trở lại với quý vị qua phần 2 của chương trình Đọc Báo Vẹn tuần này. Và quý vị để ý là từ đầu chương trình cho đến bây giờ thì anh Hoàng Tuấn này có vẻ nói xấu các đồng chí công an ở nhà hơi nhiều. Không biết lý do tại sao, có thể là ngày xưa anh đã từng bị công an, là các anh công an là chặn đường hay là bắt phạt, hay là các anh có chuyện nào vui kể lại không, có kỷ niệm nào mà đáng nhớ không bao giờ quên được không thưa anh? Thưa quý vị, là quý vị biết công an ở Việt Nam là hách xì rằng thằng ngọng lắm. Như là công an đường phố thôi là đã ghê gớm rồi, là không ai dám làm gì cả. Sở dĩ mà chúng tôi nói đề cập tới mấy ông công an là bởi vì các ông chả có phục vụ gì cho dân cả. Mà mỗi lần mà dân thấy công an là sợ kinh khủng lắm, khủng khiếp. Vì có một cái chuyện vừa rồi, trong thời gian vừa qua đó, quý vị thấy có một người người ta đưa nhận xét như thế này. Chính giám mục Ngô Quang Kiệt là người là được nhiều người biết tới, cả quốc tế biết đến ngài nữa. Mà cái cách hành xử của công an đối với ngài là mướn côn đồ, chửi rủa, hăm dọa giết. Thì từ đó chúng ta mới suy ra những người dân thấp khổ bé miệng ở trong nước thì dĩ nhiên là bị hà hiếp đến chừng đến mức độ nào nữa. Đó, cho nên chính vì vậy mà chúng tôi mới có dị ứng với công an. Và trước khi đi Mỹ thì chúng tôi có bị lái xe bị công an giữ lại. Thế thì xe, thưa anh, xe tôi mượn của người bạn. Công an thì một ông là người miền Nam, một ông là người Nghệ Tĩnh. Thì đứng lại khi mà hỏi coi giấy tờ đó, thì lúc đó thì chứng minh nhân dân thì lấy rồi, không có hộ chiếu. Ồ, thì chú mày sắp đi Mỹ à? Ồ, đi Mỹ thì là nhớ biến thư về thăm bà con nhá. Đấy là sự rất là tình nghĩa hả bạn? Tình nghĩa lắm. Xong cái đó là cái ông miền Nam thì nói, xe này phải giữ nha. Nghiêm trọng quá. Thế trên đây giờ thôi, bây giờ xe mượn mà anh giữ thì cũng khổ. Thôi phạt. Phạt là tôi nhớ mấy trăm ngàn đó. Thì đưa tiền xong xưa rồi cái móc tóc túi. Bữa nay sẽ biên lai nó hết trơn à. Tôi cũng nói dạ thôi, khỏi biên lai. Trước khi đi còn nói chứ, đi Mỹ vui vẻ rồi nhớ biến thư về thăm bà con rồi qua đấy là rằng cố gắng mà học hành mà học tập mà làm ăn nhé. Bây giờ qua đây ráng học tập làm ăn, từ cái viên đó nhờ lời khuyên này công an không bao giờ quên được cái chuyện mà cái biên nhận biên lai hết rồi. Dạ, nó phạt mà không có biên lai. Rồi chúng tôi có cái chuyện này nữa, báo Sài Gòn Giải Phóng Online kiều bào với cuộc thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Quý vị nào mà sống ở nước ngoài, ở Mỹ, ở Pháp, ở Nhật, ở Úc, ở Anh, không biết là quý vị có nghe cái chuyện này không, chứ chúng tôi ở Mỹ thì không biết. Ngày 10 tháng 10, hội thi sơ khảo toàn quốc kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh khu vực 5 dành cho người Việt Nam ở nước ngoài đã khai mạc tại Hà Nội. Tới dự thi có đồng chí Tô Huy Rứa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương, phó trưởng ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 30 thí sinh xuất sắc đến từ 20 quốc gia, tiêu biểu cho trên 3 triệu người Việt Nam ở khắp thế giới, đã đem đến hội thi nhiều câu chuyện xúc động về Bác. Ôi giời ơi. Có thí sinh dự thi tuổi đời rất trẻ, không ít người nói tiếng Việt chưa thật lưu loát, không biết gì về Bác Hồ và trẻ thì đã hiểu nữa. Song tất cả đều có chung một niềm tự hào khi được chuyển tới người nghe những tình cảm chân thành kính yêu đối với Bác qua những câu chuyện kể bình dị nhưng hết sức cao cả. Thưa quý vị,
trong này người ta cũng nói là hội thi đã tạo ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Chúng tôi ở cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài cũng không có thấy ai mà phát động kể khi chuyện Bác Hồ. Cũng như đối với bạn bè quốc tế, giao lưu gắn kết hoạt động với người Việt Nam ở nước ngoài với các sinh hoạt chính trị chung của đất nước, thể hiện tình cảm sâu nặng với Bác Hồ kính yêu cùng với Tổ quốc, niềm tự hào của cộng đồng người Việt Nam đang định cư sinh sống được và học tập công tác ở nước ngoài. Thưa quý vị, trong này người ta nói 20 quốc gia, mà ta không nói là quốc gia nào, 20 quốc gia nào, quốc gia nào cả. Và tiêu biểu cho 3 triệu người Việt Nam trên khắp thế giới, tất cả những người nào đang xem chương trình này là người Việt ở hải ngoại. Quý vị có nghĩ là những người này tiêu biểu cho quý vị không? Không bao giờ, đừng có hòng mà nói cái chuyện đó. Và trong này người ta in một cái hình, một cái tin là quan trọng như vậy, mà cái hình nó nhỏ chút xíu, chả thấy người nào ra người nào cả, chúng tôi chả hiểu. Rồi cái điều thắc mắc là quốc gia nào? Ai bảo là cộng sản không còn như cũ nữa? Ai bảo là cộng sản không tuyên truyền? Ai bảo là cộng sản không vươn tay ra hải ngoại? Và chúng tôi thắc mắc là những người mà kiều bào này đó, nhà nước gọi là kiều bào đó, có ai kể chuyện vượt biên không à? Chúng tôi cũng không biết có anh nào mà dám nói là tôi là cũng bắt chước học tập từ gương Bác Hồ, cũng lên đường biên. Lên đường tìm đường cứu nước, mà tôi mới thực sự là cứu nước. Tôi cũng gửi đô la về, Bác Hồ trả gửi được cái gì. Bác Hồ sang tới bên Pháp có cái cục gạch, sang tới Liên Xô mang cái búa cái liềm về. Chán quá. Bên nhà bây giờ sang lắm anh ạ. Rất là sang. Bộ gì nữa? Dạ vâng ạ. Bây giờ sữa đó, bây giờ là tắm bằng sữa. Chà, như vậy là nước da người Việt Nam đẹp ha. Dạ, vâng, và bây giờ mà sữa đổ đi cũng thật sáng không thể muốn. Vâng, ảnh hưởng của cái vụ mà độc chất melamine của sữa ở bên Trung Quốc thì bây giờ sữa ở Việt Nam, những người nông dân nuôi bò để lấy sữa, bán sữa cho các cái cơ sở sản xuất sữa thì bây giờ cũng đang lâm vào cảnh rất là khó khăn. Và một vài cái tin chúng tôi chia sẻ với quý vị để chúng ta cùng chia sẻ với những cái đau khổ của những người dân. Họ là những người dân rất là bình thường và họ làm ăn rất là lương thiện, nhưng mà chỉ vì cái bất lương thiện của ông đàn anh ở bên Trung Quốc về chế cận mà bây giờ họ bị vạ lây. Thưa quý vị, các doanh nghiệp chế biến sữa điêu đứng vì không bán được sản phẩm, nhưng những người nông dân chăn nuôi bò sữa còn lao đao hơn nữa khi sữa không được các công ty này thu mua. Sữa bò được vắt ra đổ cho lợn, thậm chí mang đổ xuống cống, xuống sông vì không có nơi tiêu thụ. Vâng, thưa quý vị, những cái hoàn cảnh rất là tội nghiệp của những người dân bình thường đó, chỉ vì cái sự tham lam và cái sự gọi là vô trách nhiệm của những người cầm quyền ở bên Trung Quốc, và dĩ nhiên là cũng ảnh hưởng ở Việt Nam, tại vì Việt Nam nhập cảng sữa từ Trung Quốc qua. Và bây giờ nó bể thì nó bể tùm lum, nó bể đường dây, nó bể hàng loạt, cho nên những người dân đó cũng bị ảnh hưởng lây. Và tiếp theo cái bài báo này đó, bài báo dài, thì có một vài cái tin ngắn họ đã đăng trước đây, chẳng hạn như là phát hiện thêm 2 mẫu sữa Hanoi Miu có nhiễm melamine. Hanoi Miu, tẩy quá. Ngày 3 tháng 10, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm Bộ Y tế tiếp tục công bố kết quả xét nghiệm tìm melamine trong các mẫu sản phẩm sữa do Viện Dinh dưỡng Quốc gia thực hiện, và theo đó phát hiện thêm 2 mẫu sữa của Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội, tức là Hanoi Milk, bị nhiễm chất melamine. Như vậy là không phải chỉ có sữa của Trung Quốc mới có melamine, mà sữa ngay Hà Nội cũng có anh nhá. Những cái tin nhỏ, chẳng hạn như là tạm ngưng lưu thông các loại sữa nhập từ Trung Quốc. Nếu mà sữa nhập từ Trung Quốc mà nó có melamine như thế này thì cấm luôn nhập phải không ạ? Còn đây mình chỉ cấm ngưng lưu thông thôi. Tức là nó đưa vào thoải mái, cứ việc đưa vào thoải mái, nhập cảng thoải mái, còn đưa vào trong nước rồi thì không cho lưu thông. Không sử dụng cái chiếc lưu thông này buồn cười quá. Thì báo chí trong nước mình đây là những vấn đề nhạy cảm. Nếu mà viết mà thẳng thừng ra thì đụng chạm tới đàn anh. Đấy. Anh tôi mới nhớ như là năm 79 khi mà chiến tranh giữa Trung Quốc Việt Nam xảy ra, thì hồi đó Việt Nam cũng hô hào là chống bành trướng này kia, nhưng mà cán bộ Mặt trận Tổ quốc thì sau cái thời gian đó cũng đến vận động mấy người người Hoa đó, Hoa Kiều đó. Thì hồi đó là người ta chia ra những cái tổ, ví dụ như tổ 1, tổ 2, tổ 3, thì cái tổ nào mà của người Hoa thì người ta gọi là tổ Hoa Kiều. Thế mấy ông cán bộ địa phương là cứ gọi là tổ Hoa Kỳ. Là mấy ông mà người Hoa đó nói, không có phải, không phải là ngộ là Hoa Kiều, không phải là Hoa Kỳ, Hoa Kỳ là Mỹ, Mỹ là kê ngộ là Mỹ, là chết ngộ là ngộ phải Mỹ đâu mà. Là xây ra là chết cái thời gian đó đó hả? Thì ông cán bộ Mặt trận ông mới xuống nói,
mặc dù cái tình hình giữa hai nước như vậy, nhưng mà đảng với nhà nước vẫn quan tâm tới đời sống của đồng bào. Bởi vì cái quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc là anh em. Rồi đồng bào người Hoa mà sống ở đây là anh em hết. Chứ còn cái chuyện mà xảy ra là chỉ là một cái sự hiểu lầm, có một cái số thành phần không tốt. Chứ còn đồng bào người Hoa đây là anh em hết. Giữa Việt Nam với Trung Quốc là trong thời kỳ chiến tranh đã giúp đỡ Việt Nam rất nhiều. Và cái quan hệ đó gọi là răng với môi. Trung Quốc Việt Nam là răng với môi. Đang nói vậy chứ con cũng người Hoa hôm nay. Cán bộ nói văn với môi á, Việt Nam Trung Quốc văn với môi á, lý nào là văn mà lý nào là môi. Anh cũng khửng, tại vì không có chuẩn bị đâu có biết đó. Thì ai răng môi thì cũng vậy thôi, đoàn kết với nhau mà. Cán bộ nói vậy không có lúng lâu. Cái văn á nó khác cái môi chứ. Cái văn là nó cắn liệt. Cái môi nó hung tầm bậy tầm bạ, nó chửi tầm bậy tầm bạ, nó đâu có làm gì liệt đâu. Trung Quốc là cái dằn, mà Việt Nam là cái mùi. Ủa tại sao chú ba nói vậy? Năm 79 à, cái dằn nó cắn cái mùi chảy máu tùm lum mà, con bộ không thấy hả? Thì anh này cũng không biết là trả lời sao. Nhưng mà Việt Nam có một câu á, là môi hở răng lạnh, môi cũng quan trọng lắm chứ. Con bộ nó cũng không lúng luôn. Trong xóm có mấy thằng nhỏ nó sức môi à, nó cũng lâu có văn lạnh đâu, nó cũng ăn ào ào, nó có gì đâu. Trung Quốc là cái văn, Việt Nam là cái môi. Trung Quốc là cái văn, Việt Nam là cái môi. Cho nên cái răng nó cắn cái môi từ nữa. Hội chứng đầy khó cho dân, thật khó chấp nhận khi nghe vị cán bộ cấp cục. Cấp này cấp cục đâu biết. Tức phải cấp hòn rồi nha. Của ngành giao thông vận tải tuyên bố trên một tờ báo mới đây, dù bị dư luận phản đối vẫn phải thu phí lưu hành ô tô xe máy, tức là thêm thuế đó, thuế đánh cho các loại xe ô tô, xe máy. Và ông cật vấn là nếu đời sống khó khăn thì tại sao anh lại có ô tô, tại sao anh lại có xe máy? Thế thì phải hỏi mấy ông cán bộ là có tới 3-4 chiếc mà. Hay chả lẽ ở thế kỷ 21 việc mỗi người dân Việt Nam có được chiếc xe máy đi lại đã được coi là giàu ư? Đây là cái ý kiến của một người dân. Và cái ý kiến này cũng cho thấy cái hội chứng gọi là đẩy khó cho dân, mà cái nhan đề của bài báo Lao Động đã nói rõ cái tâm lý của những người cầm quyền lãnh đạo ở đất nước Việt Nam chúng ta, là có chuyện gì xảy ra thì đổ tội cho dân, đổ cho dân hết. Còn mình thì coi như cán bộ hay cầm quyền thì cứ việc ra luận, ra lệnh như thế nào đó thì tùy mình thích thế nào thì mình. Thế thì dân làm gốc mà anh. Nói như cái ông này đấy anh, tức là bây giờ tại vì xe cộ nhiều quá cho nên nó gây ùn tắc trên đường phố. Thì bây giờ cách giải quyết là thay vì á là đáng nhẽ phải xây thêm đường xá lưu thông hay là có cái luật là giao thông rõ ràng để cho mọi người theo đó mà sử dụng thì nó sẽ bớt được cái ùn tắc đi. Xe ha. Thì thay vì làm những cái công việc đó theo cái trách nhiệm của một người cầm quyền, một người lãnh đạo, thì bây giờ bảo là chứ thì bây giờ mình đánh thuê nặng cho nó bớt đi xe. Dạ vâng, cũng giống như là bảo là nếu mà trường học mà đông học sinh quá thì mình cứ tăng học phí lên để cho nó bớt đi học. Thưa quý vị, đó là đỉnh cao trí tuệ và những sáng kiến kinh ngạc của những người cầm quyền trong nước. Hoàng Tuấn và Nguyên Khôi xin phép chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. Cảm ơn quý vị. Quý khán thính giả vừa theo dõi chương trình của SBTN tại Bắc Cali do Quê Hương Media thực hiện. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào buổi phát hình kỳ tới.